Mến chào tất cả các bạn yêu thích bóng đá. Rất vui được gặp lại các bạn ở trận chung kết. Đối với kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ bóng đá, đương kim vô địch Nam Mỹ, Brazil sẽ chạm trán với đại kình địch Argentina ở trận chung kết Cúp Ba America 2021 diễn ra vào lúc 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 11 tháng 7 trên sân Maracana huyền thoại của Rio de Janeiro. Tiền đạo chủ lực Jesus của đội tuyển Brazil sẽ không góp mặt ở trận siêu kinh điển Nam Mỹ lần này. Anh lãnh một thẻ đỏ trực tiếp trong trận chiến thắng 1-0 của Selecao trước đội tuyển Chile tại tứ kết Copa America. Liệu Neymar và đồng đội có bảo vệ được chức vô địch Copa America hay không, khi mà siêu sao Lionel Messi và đồng đội đang khao khát có một chiến thắng trước Brazil, khi mà Messi vẫn chưa có một danh hiệu nào ở cấp đội tuyển quốc gia? Đội tuyển Argentina và hành trình đến với trận chung kết với phong độ cực kỳ ấn tượng ở Copa America năm nay. Đội tuyển Argentina kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A và thắng Ecuador với tỷ số 3-0 để bước vào vòng bán kết. Ở trận bán kết, siêu sao Messi và đồng đội đã giành chiến thắng trước Colombia để đi tiếp vào trận chung kết. Với phong độ cực kỳ ấn tượng và đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 4 bàn thắng, siêu sao Messi có nhiều cơ hội giành được danh hiệu vô địch cúp 3 lần đầu tiên của mình ở cấp đội tuyển quốc gia. Còn ý kiến của các bạn hâm mộ thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Mời các bạn cùng đón xem.